Tôi đang có trong tay một cái câu hỏi khá là thú vị. Doanh nghiệp năm 22 đang tính thuế giá trị tăng theo phương pháp trực tiếp. Đến năm 23 thì chuyển sang nộp thuế giá trị tăng theo phương pháp khấu trừ và sử dụng hóa đơn giá trị tăng. Và bây giờ phát hiện năm 22 có một tờ hóa đơn sai số lượng thì sẽ xử lý thế nào? Cái khó ở đây là năm 22 thì doanh nghiệp là đang sử dụng hóa đơn trực tiếp, nhưng đến năm 23 thì lại sử dụng hóa đơn giá trị tăng. Vậy đến năm 23 phát hiện ra hóa đơn trực tiếp của năm 22 bị sai thì sử dụng hóa đơn năm 23 để sửa cho hóa đơn trực tiếp của năm 22 thế nào? Trong cơ quan bản pháp lý của chúng ta hiện nay chưa có một cái hướng dẫn nào để chúng ta giải quyết trường hợp này, cho nên hoàn toàn chúng ta phải vận dụng thôi. Thứ nhất, thời điểm để xác định nghĩa vụ thuế đối với bên bạn là thời điểm xảy ra sự kiện, tức là thời điểm xảy ra cái hành vi chúng ta bán hàng. Ở thời điểm đó thì doanh nghiệp vẫn đang nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, cho nên chắc chắn chúng ta sẽ không thể là xuất hóa đơn với thuế suất theo phương pháp khấu trừ được. Thứ hai, đối với doanh nghiệp mua thì họ mua hàng của doanh nghiệp ở năm 22 cũng không có hóa đơn khấu trừ nên họ cũng không được khấu trừ. Cho nên cho dù bây giờ mình có xuất hóa đơn mà theo thuế suất của phương pháp khấu trừ thì doanh nghiệp mua họ cũng không được quyền khấu trừ. Vì vậy chúng ta sẽ vận dụng như sau: chúng ta vẫn sử dụng hóa đơn mà mình đang có là hóa đơn giá trị tăng, xuất điều chỉnh cho hóa đơn trực tiếp của năm 22 và hoàn toàn chúng ta chỉ ghi giá trị hàng hóa mà không ghi về mặt thuế suất. Doanh nghiệp bán sẽ sử dụng tờ hóa đơn đó để kê khai điều chỉnh lại cái nghĩa vụ thuế của mình ở năm 22, lúc đó vẫn đang thực hiện theo phương pháp trực tiếp. Còn doanh nghiệp mua cũng sử dụng cái tờ hóa đơn đó để xác định nghĩa vụ thuế của mình ở năm 22 mà hoàn toàn cũng không có thuế giá trị gia tăng được khấu trừ cho thời điểm năm 22.